chào các bạn đã quay trở lại với kênh công nghệ Ngọc Nguyễn Store. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn về Surface Book 1 Core i7 2016. Surface Book là mẫu laptop 2 trong một chuyên dụng dành cho dân thiết kế đồ họa đã được Microsoft ra mắt chính thức vào năm 2015. Mẫu laptop hai trong một có thể sử dụng linh hoạt cả hai chế độ máy tính bảng, tablet hoặc laptop. Khi bỏ docking ra máy sử dụng như một chiếc máy tính bảng bình thường có thể vào settings Windows 10 và bật chế độ table mode để sử dụng máy giống như một chiếc máy tính bảng thuần túy. Microsoft đã rất chú trọng phần trackpad và bàn phím trên thiết bị lần này của mình. Trackpad trên Surface Book đã được mở rộng thêm diện tích khả năng cuộn trang mượt mà, cảm ứng nhanh nhạy. Việc đánh văn bản trên Surface Book là một trải nghiệm khá kỳ lạ bởi phím không đi sâu quá nhưng cũng không phải là nông, khoảng cách các phím rất lý tưởng mà các hãng khác rất nên học tập. Surface Book còn ghi điểm nhờ hiệu năng mạnh hơn 50% so với MacBook Pro, tích hợp bộ xử lý Intel thế hệ Skylake Core i7, các đồ họa GPU Nvidia GeForce. Chạy rất nhanh với các tác vụ duyệt web, một chút Photoshop và các ứng dụng desktop thông thường khác thiết bị đều cho hiệu năng tốt. Thời lượng pin sử dụng lên tới 12 tiếng đồng hồ. Microsoft hào phóng trang bị cho hai cổng USB nhưng đây vẫn chưa phải cổng Type-C. Ngoài ra còn có thể một đầu lọc thẻ SD, một cổng mini DisplayPort, hai cổng Surface Connect, một rắc cắm tai nghe 3.5. Một điểm nổi bật của Surface Book là máy có hỗ trợ cảm ứng 10 điểm chạm, hỗ trợ các thiết bị Boost Surface Band. Và Surface ở làm thiết kế Surface Book là dòng sản phẩm cao cấp lên hãng đã trang bị tất cả những gì cao cấp, nhất cho máy màn hình IPS chống lóa chống chói kính cường lực Gorilla Glass 3 giúp bảo vệ màn hình chống xước cùng cảm ứng nhấn rất mượt mà, nhạy. Surface Book được trang bị sẵn Windows 10 Pro bản quyền. Có tích hợp camera hỗ trợ Windows Hello để mở khóa máy bằng quét gương mặt. Bạn chỉ cần cài đặt Windows Hello trong phần cài đặt password và khi khởi động mở máy, camera tự động quét gương mặt và nhận diện, mở máy, không cần phải nhập mật khẩu theo cách truyền thống. CPU, Dual Core i7-20.6GHz, i7-6650U, 4MB CAS, cấp tu 3.4GHz. RAM, 8GB 1866MHz LPDDR3 Memory. Màn hình, 13.5 inch, QHD 3000 x 2000 pixel, 267 ppi, tỷ lệ 3. Đồ họa, NVIDIA GeForce 940M, 1GB, Intel HD. Cổng kết nối, 2 USB 3.0 trên 3.1 Gen 1 một DisplayPort, một jack audio 3.5, một thẻ SD. Kích thước 312 x 232 x 22,8 mm. Trọng lượng 1,6 kg. Pin 16 tiếng. Năm sản xuất 2016. Sản phẩm này đang có mức giá vô cùng hợp lý tại trang web Ngọc Nguyễn Store và các bạn có quan tâm hãy truy cập tới đường link phía dưới phần mô tả của video cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video để ủng hộ chúng mình ra thêm nhiều video thì hãy like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ video mới nhất nhé